Hi everyone, đây là thầy Anthony trường Căng Da. Và hôm nay bác sĩ sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi căng da mặt liệu duy trì được bao lâu? 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Các bạn nghĩ như thế nào? Sẽ bật mí cho các bạn câu trả lời nha. Thực sự thì căng da mặt giữ được bao lâu nó tùy thuộc vào phương pháp chúng ta thực hiện, độ tuổi các bạn thực hiện, mức độ lão hóa của chúng ta và cái quan trọng nhất kỹ thuật mà người thực hiện các bạn. Đối với những trường hợp mà dưới 45 tuổi mức độ lão hóa trung bình, bác sĩ sẽ thường khuyên là người ta nên thực hiện những cái phương pháp nội khoa trước các bạn nhé. Hoặc nếu có căng da mặt phẫu thuật thì ta cần căng mặt bán phần thôi, tập trung vào những cái vùng nào bị lão hóa, bị chảy xệ. Đối với những người mà trên 45 tuổi này có những cái vấn đề về lão hóa ở mức trung bình trở lên ấy, hoặc là cái mức độ lão hóa ta ở nhiều vùng trên khuôn mặt, bác sĩ lúc này mới quyết định là chúng ta nên phẫu thuật căng da mặt smart toàn phần kết hợp với căng da mặt hoặc căng da trắng tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người, thì khi đó chúng ta mới có thể căng da toàn diện hơn và duy trì được lâu hơn. Còn đối với tình trạng ta còn trẻ này, chất lượng da ta chưa tốt thì bác sĩ vẫn khuyên là chúng ta nên căng chỉ này, thì dùng laser trước các bạn nhé, để cải thiện cái chất lượng của da cũng như là làm chậm lại quá trình lão hóa. Về việc thẩm mỹ căng của chúng tôi ấy, việc sử dụng phương pháp nào, việc sử dụng kỹ thuật nào thì các bạn cũng đều được các bác sĩ thăm khám cẩn thận trước khi mà thực hiện phẫu thuật, cũng như là tư vấn rõ ràng những cái nguy cơ, những cái lợi ích đem lại của dịch vụ đó thì các bạn sẽ là người lựa chọn cuối cùng các bạn nhé. Thì làm sao để duy trì được lâu hơn cái hiệu quả của phẫu thuật? Đầu tiên các bạn phải nhớ chăm sóc da mình thật tốt này, có những cái liệu trình điều trị chăm sóc da định kỳ này. Cái thứ hai nữa là lối sống chúng ta phải lành mạnh, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn. Thứ ba là chúng ta phải đi tư vấn và được nghe bác sĩ giải thích cũng như là tuân theo những cái chỉ định của bác sĩ, giúp cho chúng ta giữ được làn da chúng ta trẻ, khỏe và khuôn mặt ta luôn luôn tươi đẹp tự nhiên gọi nhé. Tại bệnh viện Thẩm mỹ Căng của chúng tôi ấy, ngoài việc áp dụng những công nghệ hiện đại da mổ laser, da mổ hồng đấy, thì đội ngũ nhân lực y tế của bệnh viện cũng luôn luôn được đào tạo tu nghiệp tại nước ngoài, có những cái cuộc chuyển giao công nghệ đối với các bệnh viện nổi tiếng trên thế giới. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn luôn được cải tiến. Đối với bệnh viện Thẩm mỹ của chúng tôi thì chất lượng là điều tạo nên uy tín. Ngoài việc là bác sĩ luôn luôn được đào tạo bài bản chính quy, tạo điều kiện để tu nghiệp nước ngoài hàng năm, cơ sở vật chất cũng là một trong những điều mà chúng tôi luôn luôn đầu tư. Cơ sở vật chất là những quan tâm hàng đầu, hoạt động quốc tế để có thêm những kiến thức và nghề.